chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức có chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức đi vào cuộc sống sẽ là lá chắn bảo vệ quyền lợi giúp mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có thêm động lực để cống hiến. Lực lượng công an tiếp tục trao tặng nước sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn phía Nam. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới đây. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ tư ngày 8 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với các thông tin trong nhịp sống 24/7 đến từ trường quay tại thành phố Hồ Chí Minh. Kim Thạch xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, liên quan vụ công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm thanh niên vào biệt thự cướp hơn 1 tỷ đồng ở quận 12. Theo công an, nhóm cướp dự tính sau khi đột nhập vào căn nhà ở quận 12, khống chế chủ nhà cướp tài sản thì sẽ tẩu thoát sang Campuchia. Trước đó, các tổ 363 công an thành phố Hồ Chí Minh nghi vấn các băng nhóm xuất hiện ở quận 12, khảo sát các biệt thự nhằm trộm cắp tài sản nên ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được Tiến, Sĩ, Tuấn tham gia nhóm những người vỡ nợ muốn làm liều. Tiến có vai trò cầm đầu, lôi kéo hai đồng phạm khảo sát nhà bà Trần Thị Lờ, 55 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12 để cướp. Nhóm này đột nhập với mưu tính là khống chế, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nếu gây án thành công thì sẽ ngay lập tức trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Việc đấu tranh bắt quả tang nhóm cướp tài sản là minh chứng cho điều này. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp phá án. Trong 4 tháng đầu năm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá 1.042 vụ, 2.666 người vi phạm pháp luật về ma túy, tăng trên 50% số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình an ninh trật tự thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm. Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, từ đầu năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, đã kéo giảm 2,47% tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ, khám phá 1.148 vụ, bắt 2.095 đối tượng. Trong đó, công tác khám phá án giết người, cướp tài sản đạt tỷ lệ 100%, khám phá án cướp giật trên 90%. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thu giữ trên 556 kg ma túy các loại cùng nhiều loại công cụ, phương tiện của các đối tượng có liên quan. Về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin, qua quá trình theo dõi, nắm tình hình, Công an thành phố Hồ Chí Minh cơ bản xác định các đối tượng thường tạo lập các website, trang, hội nhóm để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động phạm tội. Tội phạm có xu hướng chuyển dịch, sử dụng địa bàn, hạ tầng công nghệ viễn thông tại Việt Nam để tổ chức, điều hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc, cá cược thể thao, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Hoàng Văn Quang, 34 tuổi, Nguyễn Đức Huy, 35 tuổi và Nguyễn Đức Hoàng, 31 tuổi, em ruột Huy, cùng ngụ tại Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Và đây là nhóm đối tượng đã trộm xe máy cùng hơn 81 đơn hàng của nam shipper trên đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Huy và Hoàng rủ nhau đi trộm tài sản. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Huy chạy xe gắn máy biển số giả chở em ruột đi tìm con mồi. Khi thấy anh Huỳnh Văn Sơn, 34 tuổi quê Vĩnh Long hành nghề shipper, chạy xe máy đến quán ăn trên đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ ăn cơm và để xe máy bên ngoài. Lúc này, Huy và Hoàng thấy xe của nam shipper chưa rút chìa khóa nên tiếp cận, nhanh chóng trộm xe máy rồi tẩu thoát về tỉnh Bình Dương. Thời điểm này trên xe nạn nhân có thùng hàng chứa 81 đơn hàng chuẩn bị đi giao cho khách. Sau đó các đối tượng bán xe máy được 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Riêng 81 đơn hàng vứt bỏ một số tại khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số bỏ trên xe đã bán, số còn lại được Hoàng mang về căn hộ sử dụng. Huy còn khai nhận cùng quan trộm xe máy vào ngày 14 tháng 4 trước chung cư Topaz Home 2. Sau đó cả hai bán xe được 2 triệu đồng, mỗi người chia nhau 1 triệu đồng tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tiền Luân 23 tuổi ngụ tại quận 5, Nguyễn Quang Lợi 26 tuổi quê ở tỉnh Bình Phước, Lê Duy 25 tuổi trú tại quận Bình Thạnh, Lê Thị Phương Trâm 27 tuổi ngụ quận 1 và Phan Thị Kim Xuyến 27 tuổi trú quận 7 về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, lúc 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, một người đàn ông ngụ quận Bình Thạnh đến nhà hàng Nariba đường Thái Văn Lung phường Bến Nghé để uống bia. Người này được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia karaoke với giá 40 đô la Mỹ một giờ. Do từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nên anh tin tưởng đồng ý. Nhân viên Linh Thị Thanh Nguyệt sau đó đến ngồi cùng uống bia trò chuyện. Một lúc sau, người xuống lầu nói Lầu Tường Quyên và Lê Thị Huệ, nhân viên phục vụ, đi vào phòng và khui bia uống cùng. Đến 4 giờ, người này yêu cầu tính tiền và bị đưa ra con số hơn 10 triệu đồng, gồm nhiều phí dịch vụ và thức uống mà anh không yêu cầu sử dụng, khác với gói 40 đô la Mỹ một giờ đã được tư vấn ban đầu. Nam khách hàng sau đó bị nhóm người trong Nariba hành hung, bị lột hết quần áo, bị quay video và bị đẩy ra ngoài đường. Trong tình trạng không quần áo, nạn nhân hốt hoảng xin vào bên trong, rồi bị nhóm người tự ý lấy thẻ tín dụng và thanh toán 9,5 triệu đồng. Theo ngành chức năng, khi đánh bắt người dân thường mải mê theo cá hoặc thiết bị thông tin gián đoạn, cơ quan chức năng khó liên lạc nên việc vi phạm có nguy cơ xảy ra. Để hạn chế tình trạng này, vai trò của đội phản ứng nhanh ở đất liền tỏ ra hữu hiệu. Phóng sự thực hiện tại tỉnh Bình Thuận, một trong 4 địa phương có đội tàu cá khai thác xa bờ lớn nhất cả nước. Bộ đội biên phòng xuống nhà chủ tàu cá trong tình huống khẩn cấp. Ghe nhà anh là đang đánh bắt ở cái vùng biển giáp ranh, yêu cầu gia đình là bằng mọi giá liên lạc với thuyền trưởng và kêu gọi thuyền trưởng quay vào. Đang ở ngoài vùng nào đấy? Sao phía nam của đảo Trường Sa ha? Đừng có đi qua khỏi hải phận của Việt Nam nha. Cái đội phản ứng nhanh gọi là trực tiếp đến gia đình và tuyên truyền vận động và yêu cầu cái phương tiện là thực hiện đúng theo các cái quy định của pháp luật. Có những con tàu khi họ đi ngoài biển, cái kênh tần số để liên lạc cũng không mở suốt. Hệ thống liên lạc của họ thì lại theo cái kênh liên lạc với gia đình bằng hệ thống tổng đài cá nhân. Thì chúng tôi tới gia đình thông báo với người ta cái trường hợp là tàu của mình ngoài biển đang có nguy cơ như vậy hoặc là đã vượt ranh giới. Thì trong vòng khoảng 8 tiếng sau thôi là khi tới cái phiên liên lạc, người ta sẽ có trách nhiệm thông báo qua tổng đài gia đình để các tàu ở đó nắm được thông tin và di chuyển vào vùng an toàn. Tỉnh Bình Thuận có gần 2.000 tàu khai thác xa bờ. Đội phản ứng nhanh chống khai thác vi phạm lãnh hải được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai theo phương châm. Ở địa phương nào có tàu cá, ở đó có đội phản ứng nhanh. Cả hai lực lượng đều phải hết sức là chú ý về công tác tuyên truyền, nhất là vấn đề liên quan đến quản lý, xử lý thông tin, dữ liệu danh sách hành trình trên tàu cá để mà kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cái trường hợp mà có khả năng vi phạm biển nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục rà soát, phân loại và đưa những cái phương tiện mà có nhiều cái biểu hiện xâm phạm vùng biển nước ngoài vào cái danh sách quản lý đặc biệt. Chúng tôi phân công cán bộ, đảng viên rồi thì phối hợp với lại địa phương để có cái biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, tác động, thậm chí là răn đe. Hơn 700 thùng nước và 3.000 lít nước được cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm trao tận tay đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa hạn mặn tại 3 tỉnh thành Bến Tre, Long An, Tiền Giang. Hơn 300 hộ dân xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tập trung tại khu vực phát nước miễn phí để nhận từng bình nước về phục vụ sinh hoạt. Các cán bộ chiến sĩ cùng đoàn thiện nguyện phân công lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, nhanh chóng vận chuyển nước đến cho bà con. Người dân đội nắng để nhận từng canh nước miễn phí trong sự vui mừng, phấn khởi. Được biết, do chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ hạn mặn, mùa nắng nóng khiến tình trạng thiếu nước ngọt để ăn uống, sinh hoạt của người dân nơi đây diễn ra trong thời gian dài. Không chỉ riêng của ấp Long Hòa, xã Giao Long, ở đây là ấp Long Hòa, thì hầu hết là ở khu vực của cả huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre thì đều, nước đều bị nhiễm mặn. Riêng ấp Long Hòa chúng tôi thì thời gian nhiễm mặn đây là cũng 5-6 tháng rồi.
ở đây là cái khu vực giáp ranh với khu công nghiệp. Nước thì nước máy, nhà nước máy thì lấy nước từ dưới kênh An Quá lên, nên là thời gian nhiễm mặn đã rất là dài, nên hầu hết bà con ở đây đều sử dụng nước của nhà nước máy, nên thời gian qua thì nước nhiễm mặn vậy thì coi như không sử dụng được, chỉ sử dụng để tắm tắm giặt thôi, còn nước ăn uống thì phải nhờ ở nhà máy cung cấp nước, chở xe bồn tới để cung cấp cho cái bồn này để bà con đến lấy từ từ. Và ngoài ra thì có các đoàn mạnh thường quân như của mấy em vậy đến để hỗ trợ cho bà con ở đây. Thì mới cũng thay mặt cho bà con nhân dân ấp Long Hòa, trước hết là chân thành cảm ơn các đoàn mạnh thường quân, và chủ yếu là hôm nay đoàn của các em đến hỗ trợ nước cho bà con, giọt nước hôm nay đối với bà con rất là quý. Thay mặt bà con ở Long Hòa này cảm ơn mạnh thường quân. Nói chung là về cái bây giờ cái gì mình cũng có, mà bây giờ cái nước không có là mà sống không được. Thành thử là bây giờ cái vấn đề là mạnh thường quân cho nước thì tụi tôi xài, phải nói là mình nói là mình xài phải xài tiết kiệm đấy. Thấy là có cái nguồn nước hàng năm, mà nguồn nước từ mạnh thường quân về rất là quý, rất là cảm kích với mạnh thường quân. Thì cũng mong muốn là bây giờ coi như cái tấm lòng này, thành thử bà con ở đây tiếp nhận và rất là cần. Nói chung là rất là cần những cái tấm lòng như thế này để bà con ở cái khu vực này nó đỡ hơn. Đến với khu vực xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hai khu vực đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Việc xoay sở tìm nguồn nước ngọt cho sinh hoạt hàng ngày rất vất vả. Khi đoàn từ thiện mang nước đến đây, bất chấp cái nóng của mùa nắng, người dân nơi đây đã chuẩn bị sẵn những can, thùng, đựng nước mang về. Càng cho thấy việc phát nước miễn phí đến với người dân vùng hạn mặn, hoàn cảnh khó khăn là vô cùng ý nghĩa. Nhận nước này là rất là mừng cho bà con người ta, người có một chút cần uống. Nhờ nhà hảo tâm giúp ấp Tân Đại, xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An, có thể là cho bà con nó có sự nước sống hơi thoải mái chút xíu, để cho bà con bớt lo trong cái việc mà nước. Đó là để trong nhà hảo tâm ủng hộ cho, là tôi rất cảm ơn nhiều. Nhiều cán bộ chiến sĩ, đoàn viên của các cơ quan đã không ngại nắng nóng, vất vả, chung tay hỗ trợ nước ngọt miễn phí đến cho bà con. Hoạt động vô cùng ý nghĩa cùng những lời thăm hỏi của các cán bộ chiến sĩ đã động viên bà con rất nhiều. Mà ba má đâu mà con không chở đi chở, mà chở con đi chở. Nắng quá, thôi chịu khó nha con. Chị học lớp mấy rồi? Con rồi. Lớp 6. Lớp 6 hả? Thôi hai chị em chở nước về con nắng nha. Đến với ba tỉnh Bến Tre, Long An và Tiền Giang thì tôi cảm nhận được một điều là khi gửi những bình nước đến người dân thì họ rất trân quý và cảm ơn cái sự đồng hành của cơ quan đoàn thể cá nhân đã luôn đồng hành và chia sẻ lúc họ đang khó khăn. Mong là nhiều cơ quan đoàn thể nữa sẽ quan tâm đến những bà con họ đang hạn hán khó khăn như thế này. Ngoài cấp nước sinh hoạt cho người dân, đoàn công tác cấp thêm các yếu phẩm lương thực như bao gạo, thùng mì tôm cho những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến thăm nhà của cụ Lê Thị Bạch tại ấp Tân Đại, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đoàn đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn và trao tặng món quà tình nghĩa, mong muốn cụ luôn khỏe mạnh và có cuộc sống tốt hơn. Được biết, cụ Bạch năm nay đã ngoài 80 tuổi, quanh năm lủi thủi trong căn nhà đơn sơ, các con cụ đều đã trưởng thành, lập gia đình ổn định cuộc sống. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng cụ vẫn thường xuyên vận động, tự lo cơm nước sinh hoạt cho bản thân. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 82. Bà 82 tuổi hả? Dạ. Thế bà có mấy người con? 7 người mà có chồng có vợ hết. Bây giờ hạn hán như thế này á, rồi nước non rồi bà có dùng đủ không? Nước non thì cũng có, người ta cho. Thế đem tới thì cho, lâu thì đem tới thì cho. Mà đủ dùng không bà? cũng có uống đủ hả Nhưng mà bà thấy năm nay hạn nhiều không, hạn hơn những năm trước nhiều không? Hạn gì? Hạn hán này, khô cằn này nhiều so với năm trước, có nhiều hơn không? Năm nay nắng nóng nhiều hơn không? Nóng nhiều hơn. Hôm nay á, là cơ quan con á, là cơ quan đại diện của cục truyền thông bộ công an, thì đến chia sẻ mang ít một số nước đến cho bà con vùng hạn hán. Thì trong đó có gia đình nhà bà. Thì bên con có một ít quà nước, gạo và một ít quà gửi biếu bà. Là cái này của con đây hả? Dạ. Gửi biếu bà thêm một chút xíu, gọi là mua đồ ăn rồi bổ dưỡng sức khỏe cho bà nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cố gắng lên bà nha. Dạ.
Việc hỗ trợ vận chuyển cấp nước ngọt tuy là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, kịp thời góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng thể hiện được trách nhiệm xã hội của đoàn công tác và các đơn vị tài trợ đối với cộng đồng. Quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sóng 24/7. Sau đây Kim Thảo xin mời quý vị trở lại trường quay tại Hà Nội để tiếp tục theo dõi bản tin. Trong phần tiếp theo của chương trình, với chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số, sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào sáng nay. Kiểm soát chặt thực phẩm bẩn bán ra thị trường gây nguy cơ ngộ độc. Chuyển sang phần tin trong nước, thưa quý vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi giết người đối với đối tượng Bình, tức Hai Bình, không rõ tên, nhân thân, lai lịch và địa chỉ, và hành vi cướp tài sản đối với đối tượng Phạm Lê Minh Chí, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Việc thực nghiệm điều tra được xem là hoạt động nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Khuya ngày 1 tháng 5 năm 2024 tại công viên 8 tháng 3 thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ giết người, nạn nhân là Phạm Văn Nhật, sống lang thang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 5, lực lượng công an xác định Bình và Chí là hai đối tượng liên quan. Sau khi làm việc, hai đối tượng khai nhận Bình, Chí và Nhật đều là những người sống lang thang. Vào khuya ngày 1 tháng 5, sau khi bàn bạc, Nhật đã ôm chặt Bình để Chí cướp tiền của Bình rồi bỏ trốn. Bình và Nhật tiếp tục đi bộ về công viên 8 tháng 3. Tại đây, Bình đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của Nhật khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau hơn một ngày xét xử và nghị án vào sáng ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Phượng, trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này có hai bị cáo gồm Nguyễn Bá Nhật và Đỗ Văn Thương bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Ngoài ra còn có ba bị cáo khác bị truy tố về tội đưa hối lộ là Hà Trần Vũ, Mai Văn Học và Nguyễn Thành Tín đều ở thành phố Quảng Ngãi. Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Ngọc Phượng là giám định viên, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2016 đến năm 2022, Phượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ các bị cáo Nhật và Thương để làm nhiều bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả, giúp cho các đối tượng đã bị kết án tù có đủ điều kiện được Tòa án Nhân dân xét hoãn chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, bị cáo Phượng còn nhiều lần làm giả bản kết luận giám định pháp y cho các bị án khác để được hoãn thi hành án. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Ngọc Phượng 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương mỗi bị cáo 2 năm tù về tội môi giới hối lộ, Hà Trần Vũ 3 năm tù, Mai Văn Học 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thành Tín 1 năm 6 tháng tù cùng về tội đưa hối lộ. Qua tuần tra kiểm soát, một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Crong Búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng Nguyễn Đình Tịnh về hành vi trộm cắp tài sản. Khi tổ tuần tra dừng xe mô tô biển kiểm soát 43D167541 do Tịnh đang điều khiển, đối tượng đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện trên. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, tổ công tác làm rõ Tịnh đã trộm cắp chiếc xe này tại bãi biển An Bàng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Còn từ giữa tháng 9 năm 2023 đến nay, Tịnh đã từng gây ra 14 vụ trộm, trong đó thì có 5 vụ trộm xe mô tô, 5 vụ trộm túi sách bên trong có gần 9 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động và 4 vụ trộm điện thoại di động ở các thành phố có đông khách du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng và Hội An. Hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Nguyễn Đình Tịnh cho công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. May mắn trở về sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách quê người, một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã để lại hành trình cay đắng mà họ phải nếm trải khi nghe theo kẻ xấu xúi giục, lừa phỉnh bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn để đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người. Những ngày đầu tháng 4 năm 2024, công an huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đến thăm hỏi động viên gia đình vợ chồng ông Vương Văn Long, sinh năm 1977, trú tại thôn 19, xã Đắk Nông, huyện Cư Rút.
Hiện vợ chồng ông đang sinh sống cùng người mẹ già và con cháu trong căn nhà của một người thân cho mượn tại thôn 20, xã Đắk Rông. Chia sẻ về những tháng ngày cơ cực ở nơi đất khách quê người, vợ chồng ông Vương Văn Long vẫn không khỏi hối hận. Chỉ có 6 người trong gia đình được về Việt Nam, còn 6 người trong gia đình của người con trai đầu vẫn đang mắc kẹt tại Thái Lan. Vì khi đi có người con dâu mang bầu và sinh con tại Thái Lan nên không đủ giấy tờ. Vợ chồng tôi rất ân hận khi nghe kẻ xấu xúi giục rời bỏ quê hương, đẩy các con, các cháu vào hoàn cảnh ngặt nghèo và chịu cảnh khổ cực, sống chui, sống lủi ở nơi đất khách quê người. Nguyện vọng của gia đình là mong muốn các cấp chính quyền và lực lượng công an tạo điều kiện hỗ trợ để các con, các cháu về quê hương đoàn tụ với gia đình. Khi trở về quê hương với hai bàn tay trắng, cơm không có mà ăn, nhà không có để ở, nhưng gia đình chúng tôi nhận được sự quan tâm động viên hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền. Có một đối tượng người Việt Nam đang ở Bangkok, Thái Lan kết bạn làm quen. Qua các lần nói chuyện, người này cho biết bên Thái Lan có nhiều việc làm ăn dễ dàng và vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao, nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài và nếu ở lâu thì sẽ được đi định cư ở nước thứ ba. Tin tưởng nên sau đó, gia đình ông Long và người con trai đầu đã bán hết nhà cửa tài sản ruộng vườn được gần 1,2 tỷ đồng và đến tháng 11 năm 2023, gia đình ông Long và gia đình người con trai đầu gồm 12 người, cả người già lẫn trẻ em, đã thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh rồi làm các thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan. Khi tới thủ đô Bangkok, gia đình ông Long thật sự vỡ mộng. Không như những lời đường mật mà các đối tượng thường nói về cuộc sống giàu sang ở nơi đất khách quê người, gia đình ông phải thuê một phòng trọ chật chội, hôi hám, mỗi tháng khoảng 6 triệu và phải đặt tiền cọc cho chủ nhà 3 tháng. Gia đình ông gần như bị giam lỏng, không được đi ra ngoài. Cứ 3 ngày mới được đi chợ một lần và phải hết sức kín đáo, nếu không sẽ bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ và phạt tiền. Không có công ăn việc làm, số tiền bán nhà, tài sản cũng sắp hết và bị các đối tượng bỏ rơi. Bây giờ gia đình mình về đây mình mất hết tài sản, nhà cửa, không có đất đai. Bà con đừng có nghe theo lời dụ dỗ của người trên mạng hoặc là người đi nước ngoài mà dụ dỗ mình, tránh mất tài sản giống như mình. Sở dĩ anh Vương Văn Phình nhắn nhủ như vậy vì khi còn ở Thái Lan, các đối tượng thường xuyên tuyên truyền hù dọa những người dân tộc thiểu số trên đất Thái không được hồi hương vì sẽ bị chính quyền bắt bớ bỏ tù. Luận điệu của những kẻ độc ác, tráo trở đã khiến cho nhiều người ngậm đắng nuốt cay, đành phải chật vật sinh tồn nơi đất lạ quê người. Thế nhưng anh Phình cùng gia đình đã quyết tâm tìm mọi cách trở về quê vì anh tin rằng mọi thứ không như kẻ xấu xuyên tạc và không đâu hạnh phúc bằng chính quê hương mình. Cũng có kẻ xấu đăng tải lên Facebook rồi lừa đảo bà con qua bên đấy là bán đất đai đi hết, giờ là gặp nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn huyện Cư Rút có nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số bị kẻ xấu xúi giục bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người. Và đến thời điểm này đã có 6 trường hợp tự nguyện từ Thái Lan trở về. Tuy vậy vẫn còn nhiều người không may mắn được trở về quê hương như những trường hợp trên. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của các đối tượng xấu để tránh rơi vào bẫy lừa, tiền mất tật mang. Chỉ có sức lao động chân chính thì mới đem lại cái hiệu quả kinh tế, đem lại cuộc sống ấm no. Câu chuyện của gia đình ông Vương Văn Long tiếp tục là lời cảnh tỉnh để người dân không nên tin vào những lời đường mật của những kẻ lừa đảo về cuộc sống giàu sang ở nơi xứ người. Việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ. Chiều ngày 7 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Long Khánh, làm hơn 560 người phải nhập viện điều trị. Theo phân tích bệnh phẩm và các thực phẩm sử dụng tại tiệm bánh mì, đa phần các mẫu bệnh phẩm và nguyên liệu thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli và một số vi khuẩn khác. Trước vụ việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Trước đó, vào ngày 30 tháng 4, tiệm bánh mì băng ở thành phố Long Khánh đã bán hơn 1.000 ổ bánh mì thịt cho khách hàng. Đến sáng ngày 1 tháng 5, thì nhiều người trước đó đã ăn bánh mì của tiệm băng có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa nên phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Qua kiểm tra thì phát hiện tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vâng, thưa quý vị, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra trong thời gian gần đây, đã cho thấy công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại, đặc biệt là khi thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng, số vụ lại càng xảy ra nhiều. Và để ngăn chặn từ gốc thì ngay trong chiều ngày 7 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ khoảng 4 tấn xúc xích và cánh gà không có nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên đường Đồng Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức. Những gói xúc xích hay cánh gà ăn liền hiện đang được rất nhiều con trẻ ưa thích. Bất ngờ kiểm tra kho hàng này thì có tới 4 tấn xúc xích, cánh gà không rõ nguồn gốc. Trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm đều in chữ nước ngoài. Được chủ kho hàng là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái trà trộn cùng với các loại thực phẩm có giấy tờ, chuẩn bị được đưa ra thị trường. Đấu tranh bước đầu, Thắng khai nhận số thực phẩm sẽ được bán sỉ cho các cửa hàng tạp hóa, người bán hàng rong hoặc các đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Em chẳng có xuất phát từ đâu cả, thì em thấy trên thị trường họ có hàng này thì em đi tìm em mua về em bán. Thì em nhập về có loại đắt, có loại rẻ, nhưng mà bán ra thì chỉ được lời 5.000 đồng. Em đầu tiên này em mang hàng mẫu của em đến cửa hàng của sở chào hàng. Họ nhìn thấy hàng họ ưng thì họ sẽ đặt trực tiếp qua em luôn, bảo họ lấy số lượng bao nhiêu thì em sẽ lấy về và số lượng vào đấy cho khách hàng. Câu hỏi đặt ra ở đây, nếu không bị phát hiện, thu giữ, những sản phẩm này sẽ được phân phối đi khắp nơi? Và ai sẽ là người sử dụng những sản phẩm này? Rồi hậu quả sẽ ra sao? Các loại sản phẩm này thì các đơn vị sản xuất thì họ làm mẫu mã rất là đẹp. Đấy, rất nhỏ, rất đẹp thì sẽ bắt mắt được hầu như là các giới trẻ em, trường học hay sử dụng. Đấy, thì khuyến cáo là các bậc cha mẹ học sinh thì cũng khuyên các con là không nên giờ nghỉ, không nên ra khỏi cổng trường để ăn rồi là sử dụng các cái đồ uống rồi các cái thực phẩm chức năng, các cái thực phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ và màu mè. Qua cái đợt ra quân vừa rồi thì lực lượng công an thành phố Hà Nội cũng đã kiểm tra rất là nhiều các cái vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố, cũng thu giữ cũng rất là nhiều các cái thực phẩm như xúc xích, đùi gà, cánh gà, lườn gà, lườn ngỗng, rồi là lườn vịt, vân vân. Và chúng tôi cũng đã có cái khuyến cáo tới mọi người dân khi mà sử dụng thì nên chú ý đến cái hạn đát sử dụng và chú ý đến cái nguồn gốc xuất xứ để tránh làm sao chống bị ngộ độc. Theo Bộ Y tế, quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 650 người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, điều trị, trong đó có 3 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, trong 3 tháng qua, số người bị ngộ độc thực phẩm tăng 270%. Về đặc biệt là nước ta là nước nhiệt đới, và khí hậu thời gian qua cũng rất là nóng. Và tuy nhiên đây là những nguyên nhân khách quan thôi, khách quan là khách quan, nhưng có rất nhiều nguyên nhân chủ quan nữa. Rõ ràng đây là cái khâu về an toàn thực phẩm nó chưa được đảm bảo. Và tuy nhiên khi mà cái vấn đề an toàn thực phẩm nó động chạm đến cái chuỗi cung ứng thực phẩm cho nhiều người, từ nơi sản xuất đến nơi vận chuyển rồi thì chế biến, đặc biệt các bếp ăn tập thể hoặc các nguồn cung cấp thực phẩm cung cấp cho nhiều người cùng lúc, thì rõ ràng như vậy là cái nguyên nhân vi sinh vật nó rất là phổ biến rồi, đầy rẫy rồi. Thế nhưng mà chúng ta lại chưa kiểm soát tốt, thì dẫn tới là nó sẽ ảnh hưởng nhiều người, hoàn toàn là dễ hiểu thôi. Để phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, đòi hỏi các địa phương, ngành chức năng cần nghiêm túc, thẳng thắn và quyết liệt hơn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Vì ngộ độc thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn tác động xấu tới kinh tế, xã hội. Vâng, thời tiết nắng nóng kèm với ý thức bất cẩn của người dân chính là nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn. Thực tế, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì cũng đã xảy ra một số vụ cháy trong thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy cần phải được đề cao hơn bao giờ hết. Khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 22 tháng 4, một vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng nội thất ô tô ở thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. May mắn, 8 người trong gia đình đã thoát ra ngoài qua cửa sau. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
Tiếp đó vào ngày 27 tháng 4, tại khu vực chứa răm gỗ của một hộ gia đình tại thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn đã xảy ra vụ cháy lớn. Khi phát hiện thì ngọn lửa đã bốc lên cao. Người dân đã hô hoán mọi người đến ứng cứu, đồng thời kêu gọi các hộ lân cận sơ tán. Lực lượng công an đã phối hợp cùng với chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức lực lượng phương tiện khống chế đám cháy. Chị ở bên quán cà phê này, thì chị nhìn qua bên xưởng thì thấy cúa trái đó thì ngăn bài lại. Thì chị cũng nghi là bị cháy rồi, chị mới chạy ra thì thấy bên đó thì có ba người. Mới đây nhất, sáng ngày 30 tháng 4, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Quảng Nam đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ, tổ chức lực lượng cùng người dân kịp thời dập tắt vụ cháy lớn cửa hàng điện tử, không để lây lan khu vực dân cư tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. Đó là 3 trong số gần 30 vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đầu năm 2024 đến nay. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Rất may không gây thiệt hại gì về người. Từ những vụ cháy trên thì các nguyên nhân mà gây cháy chủ yếu là từ cái ý thức trách nhiệm của người, và cộng với cái thời tiết nắng nóng hiện nay thì mọi cái vật dụng và chất cháy đều có thể là phát sinh ra cháy. Thực tế các vụ cháy xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua tập trung ở các khu vực nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, cháy rừng và trong khu cụm công nghiệp, trong đó loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy cao nhất. Thì hiện nay nguy cơ xảy ra cháy, đặc biệt là cháy đối với nhà ở, cái trạm sản xuất là nguy cơ rất là cao. Và đặc biệt khi cháy cái loại hình này thì khả năng gây ra chết người rất là lớn. Và khi mà nguy hiểm nhất là cháy xảy ra vào ban đêm. Thời gian tới, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, hộ gia đình, chợ, cơ sở kinh doanh, cháy rừng và cả phương tiện giao thông sẽ rất cao. Chính vì thế, bên cạnh lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng trong sáng nay ngày 8 tháng 5. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm soát chặt chẽ thực phẩm bẩn bán ra thị trường gây nguy cơ ngộ độc. Quảng bá thương hiệu nông sản Tây Nguyên trên nền tảng số giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã quảng bá, xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời lượng của bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày 8 tháng 5 đã đến với những tin tức an ninh kinh tế cập nhật. Thưa quý vị, vừa qua khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra giao thông lưu động trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận Tổ dân phố Đình, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Tổ tuần tra giao thông Công an huyện Tân Yên đã phát hiện 2 xe mô tô đang vận chuyển trái phép hơn 120kg pháo nổ. Lực lượng chức năng đã yêu cầu hai chủ phương tiện dừng để kiểm tra. Tuy nhiên thì một đối tượng điều khiển xe máy đã quay đầu bỏ chạy, để lại một bao tải dứa. Một đối tượng khác là Giáp Văn Đông, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã bị tổ công tác giữ lại kiểm tra. Kiểm tra hai bao tải dứa, tổ tuần tra phát hiện 74 khối hình hộp có tổng trọng lượng là 104,2kg. Đối tượng Giáp Văn Đông khai nhận cả hai bao tải trên đều là pháo nổ, đang trên đường vận chuyển đi bán thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Đông, lực lượng công an thu giữ thêm 14 bệ pháo với tổng trọng lượng là 19,6kg, nâng tổng khối lượng pháo nổ bị thu giữ trong vụ việc là 123,8kg. Lực lượng công an đã vận động đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Đạt Thuyết ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng giao nộp một xe mô tô là phương tiện đối tượng sử dụng để vận chuyển pháo và một điện thoại di động. Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm đồ ăn vặt có địa chỉ tại số 958 Trần Cao Vân thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, cơ quan công an phát hiện cơ sở không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm đã qua chế biến. Qua làm việc với chủ cơ sở thì người này không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
hiện đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ vi phạm tại thời điểm kiểm tra, đồng thời đề nghị cơ sở xuất trình các giấy tờ có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn vào chiều ngày 7 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Long Khánh, làm hơn 560 người phải nhập viện điều trị. Theo phân tích bệnh phẩm và các thực phẩm sử dụng tại tiệm bánh mì, đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra thì một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli là một số vi khuẩn khác. Liên quan đến vụ ngộ độc trên thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Trước đó vào ngày 30 tháng 4, tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh đã bán hơn 1.000 ổ bánh mì thịt cho khách hàng. Đến sáng ngày 1 tháng 5, nhiều người trước đó đã ăn bánh mì của tiệm Băng có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Thời điểm kiểm tra thì các cơ quan chức năng phát hiện tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Và trong thời gian gần đây thì liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều đó đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng thực phẩm, đặc biệt khi mà thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng. Ngay trong chiều ngày 7 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ khoảng 4 tấn xúc xích và cánh gà không có nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên đường Đồng Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức. Những gói xúc xích hay cánh gà ăn liền hiện đang được rất nhiều con trẻ ưa thích. Bất ngờ kiểm tra kho hàng này thì có tới 4 tấn xúc xích, cánh gà không rõ nguồn gốc. Trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm đều in chữ nước ngoài. Được chủ kho hàng là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái trà trộn cùng với các loại thực phẩm có giấy tờ, chuẩn bị được đưa ra thị trường. Đấu tranh bước đầu, Thắng khai nhận số thực phẩm sẽ được bán sỉ cho các cửa hàng tạp hóa, người bán hàng rong hoặc các đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Em chẳng có xuất phát từ đâu cả, thì em thấy thế thị trường họ có hàng này thì em đi tìm em mua về em bán. Thì em nhập về có loại đắt, có loại rẻ, mà bán ra thì chỉ được lời 5.000. Em đầu tiên này em mang hàng mẫu của em đến cửa hàng của chào hàng. Họ nhìn thấy hàng họ ưng thì họ sẽ đặt trực tiếp qua em luôn, bảo họ lấy số lượng bao nhiêu thì em sẽ lấy về và số lượng vào đấy cho khách hàng. Câu hỏi đặt ra ở đây, nếu không bị phát hiện thu giữ, những sản phẩm này sẽ được phân phối đi khắp nơi và ai sẽ là người sử dụng những sản phẩm này, rồi hậu quả sẽ ra sao? Các loại sản phẩm này thì các đơn vị sản xuất thì họ làm mẫu mã rất là đẹp, rất nhỏ rất đẹp thì sẽ bắt mắt được hầu như là các giới trẻ em trường học hay sử dụng. Đấy, thì khuyến cáo là các bậc cha mẹ học sinh thì cũng khuyên các con là không nên giờ nghỉ, không nên ra khỏi cổng trường để ăn rồi là sử dụng các cái đồ uống rồi các cái thực phẩm chức năng, các cái thực phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ và màu mè. Qua cái đợt ra quân vừa rồi thì lực lượng công an thành phố Hà Nội cũng đã kiểm tra rất là nhiều các cái vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố, cũng thu giữ cũng rất là nhiều các cái thực phẩm như xúc xích, đùi gà, cánh gà, lườn ngỗng, rồi là lườn vịt, vân vân. Và chúng tôi cũng đã có cái khuyến cáo tới mọi người dân khi mà sử dụng thì nên chú ý đến cái hạn đát sử dụng và chú ý đến cái nguồn gốc xuất xứ để tránh làm sao sống bị ngộ độc. Theo Bộ Y tế, quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 650 người bị ngộ độc và nhập viện cấp cứu, điều trị, trong đó có 3 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, trong 3 tháng qua, số người bị ngộ độc thực phẩm tăng 270%. Về đặc biệt là nước ta là nước nhiệt đới, khí hậu thời gian qua cũng rất là nóng. Và tuy nhiên đây là những nguyên nhân khách quan thôi, khách quan là khách quan, nhưng có rất nhiều nguyên nhân chủ quan nữa. Rõ ràng đây là cái khâu về an toàn thực phẩm nó chưa được đảm bảo.
Tuy nhiên, khi mà cái vấn đề an toàn thực phẩm nó động chạm đến cái chuỗi cung ứng thực phẩm cho nhiều người, từ nơi sản xuất đến nơi vận chuyển rồi thì chế biến, đặc biệt các bếp ăn tập thể hoặc các nguồn cung cấp thực phẩm cung cấp cho nhiều người cùng lúc, thì rõ ràng như vậy là cái nguyên nhân vi sinh vật nó rất là phổ biến rồi, đầy rẫy rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta lại chưa kiểm soát tốt thì dẫn tới là nó sẽ khiến sẽ ảnh hưởng nhiều người, hoàn toàn là dễ hiểu thôi. Để phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, đòi hỏi các địa phương, ngành chức năng cần nghiêm túc, thẳng thắn và quyết liệt hơn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Vì ngộ độc thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tác động xấu tới kinh tế, xã hội. Thưa quý vị, giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng. Vào ngày 5 tháng 4, một người phụ nữ ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói căn cước công dân của bà này có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Nếu bà không chứng minh được mình không liên quan thì vài ngày nữa sẽ bắt bà. Do lo sợ nên là người phụ nữ này đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Theo đó, bà đã thực hiện 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Sau đó biết bị lừa, người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Chỉ 3 đơn vị trả giá với khối lượng trúng 3.400 lượng trong phiên đấu thầu vào sáng ngày 8 tháng 5, tương đương với 20% tổng khối lượng chào thầu, giá trúng thầu là 86,05 triệu đồng. Sáng ngày 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Lần đấu thầu này là lần thứ 2 thành công. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu, 3 trên 5 phiên bị hủy. Ở phiên đấu thầu sáng nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết 3 đơn vị trúng thầu là 3.400 lượng, tức là chiếm 20% so với quy mô 16.800 lượng chào thầu. Giá trúng thầu là 86,05 triệu đồng. Còn tại phiên đấu thầu trước ngày 23 tháng 4, giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng, thấp nhất là 81,32 triệu đồng. Như vậy, phiên đấu thầu này các doanh nghiệp đã phải trả giá cao hơn để trúng thầu. Liên quan tới dự thảo nghị định của chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện đang được Bộ Công Thương hoàn thiện, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã đưa ra đề xuất mọi doanh nghiệp người dân có nhu cầu đều có thể mua điện tái tạo, bao gồm điện mặt trời và điện gió trực tiếp thay vì qua EVN. Theo VCCI thì đây có thể là giải pháp gỡ khó cho nhiều dự án năng lượng tái tạo chậm thời điểm giá ưu đãi cố định, đồng thời sẽ giúp giải quyết cung cầu năng lượng tái tạo. Việc ưu tiên và khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tự sản, tự tiêu trước đó đã được nêu cụ thể trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Thưa quý vị, một trong những cách để thúc đẩy hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa các tỉnh vùng Tây Nguyên là áp dụng các phương thức kinh doanh mới trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số, giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã có thể được quảng bá và xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường. Trước đây, việc quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu là marketing trực tiếp nên số lượng khách hàng tiếp cận chưa nhiều. Chị Thu Uyên đã quyết định đến khóa tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các kiến thức cơ bản về kỹ năng xúc tiến thương mại trên môi trường số và kỹ năng kinh doanh xây dựng hình ảnh trên nền tảng số do Bộ Công Thương tổ chức mới đây cho các tỉnh Tây Nguyên. Cô gái trẻ này đã tiếp thu không ít kiến thức để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty mình, đặc biệt là kỹ năng livestream bán hàng. Sản phẩm bên mình tốt, chất lượng thì đã có rồi và muốn
tiếp cận được đến rộng rãi nhiều người hơn thì mình cần phải có những cái kỹ năng áp dụng cái xu hướng chuyển đổi số hiện nay công nghệ 4.0. Các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được đào tạo nâng cao trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh, cách thức tham gia các nền tảng số, kỹ năng live stream để quảng bá hình ảnh sản phẩm, sản lượng mùa vụ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản Tây Nguyên. Tôi thấy là cái công việc này nó không quá là phức tạp và những cái người đơn vị sản xuất như bọn tôi đều có thể trang bị những cái thiết bị đơn giản để có thể sản xuất và đưa thương hiệu, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được, cũng như là đưa các cái giá trị thực khi các đơn vị sản xuất đến tay người tiêu dùng chứ không phải qua nhiều bước trung gian. Đây là cơ hội tốt cho cái việc chuyển dịch cơ cấu khi mà bán hàng qua các kênh thương mại điện tử để cho doanh nghiệp đưa sản phẩm tiếp cận đến rất là nhiều khách hàng biết đến. Tuy nhiên chất lượng sẽ phải đặt lên hàng đầu và các yếu tố về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất hay là các yếu tố về đặc trưng và như đặc trưng vùng miền chẳng hạn, khu vực Tây Nguyên có cà phê chẳng hạn, thì đó là những cái yếu tố mà có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể ở khu vực Tây Nguyên chiếm số lượng rất lớn, các sản phẩm nông sản cũng vô cùng đa dạng. Nhưng việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm trên nền tảng số còn hạn chế do còn gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. TikTok cũng phối hợp với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên để chúng tôi hỗ trợ chuyên gia để giúp các doanh nghiệp có thể là đưa các cái hàng hóa của mình lên trên các cái nền tảng thương mại điện tử để từ đấy là hỗ trợ cái công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm để giúp nâng cao cái kỹ năng số và giúp công tác xúc tiến thương mại của địa phương. Thông qua việc áp dụng kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, các doanh nghiệp sẽ cải thiện cách thức khai thác các công cụ này và xây dựng được kịch bản thúc đẩy doanh thu, gia tăng hiệu quả bán hàng, từ đó tạo dựng lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, nâng tầm giá trị thương hiệu của Việt Nam, giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số. Tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong kinh tế phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, giải nhà phố Loba City là một trong những dự án có mức giá cao nhất nhì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nhờ thương hiệu của chủ đầu tư và những thiết kế khác biệt đã góp phần đưa mức giá bất động sản trung bình tại thành phố Thủ Đức lên một tầm cao mới. Theo đó, vào thời điểm mở bán, nhà phố biệt thự tại Gobo City được chào bán với giá lên đến 39 đến 60 tỷ một căn, tương đương từ 400 triệu một mét vuông. Đồng thời, chủ đầu tư còn cam kết thuê lại 80 đến 150 triệu một tháng, tùy theo giá trị từng căn. 14 mẫu thiết kế được sắp xếp xen kẽ và không có nhà giống nhau. Dự án có quy mô hơn 117 hectare nằm cạnh cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự kiến cung cấp hơn 10.000 sản phẩm được phát triển trên nền tảng khu đô thị Bình An cũ thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Mastery đang xây dựng phân khu đầu tiên có tên là Soho, gồm 915 nhà phố và biệt thự. Đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm nhà phố đã cất nóc và đang được thi công ngoại thất. Tuyến đường nội khu giữa các dãy nhà phố đã được trải nhựa và lắp đặt vỉa hè, trồng cây xanh. Cạnh đó, công viên City Park bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nổi bật nhất là cung đường Go-Kart. Thời điểm mở bán đầu năm ngoái, dự án này đã nâng mức giá bất động sản trung bình tại thành phố Thủ Đức lên tầm cao mới. Các sản phẩm xung quanh cũng tăng giá chóng mặt. Có những khu đất gần đó đã tăng giá gấp đôi sau khi dự án này ra mắt. Dự án này cũng nằm tại vị trí vàng so với các dự án khác được mở bán cùng giai đoạn, vì đặt ngay điểm ra vào của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đồng thời đón đầu các dự án hạ tầng trong tương lai như tuyến metro số 1, sân bay Long Thành, vành đai 2. Đặc biệt là dự án mở rộng trục đường liên phường, xương sống của dự án kết nối di chuyển dễ dàng giữa điểm đầu và điểm cuối của thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần hoặc là nhà ở xã hội lọt vào tay nhà giàu. Gần đây, hàng loạt thông tin phản ánh tình trạng nhà ở xã hội bị trục lợi, rơi vào tay người giàu khiến người nghèo đô thị, cán bộ công chức là những đối tượng lẽ ra được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong phân khúc này mất cơ hội an cư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các sở ngành cùng Ủy ban Nhân dân các quận huyện thành phố Thủ Đức trong việc cung cấp thông tin và chế độ hậu kiểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung cần lấy ý kiến, gửi đầy đủ hồ sơ và nêu rõ chính kiến. Các cơ quan khác có trách nhiệm phải trả lời đầy đủ, có chính kiến về các nội dung được yêu cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện có trách nhiệm xác nhận hoặc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng trong thời hạn 10 ngày. Đối với những trường hợp cần thiết, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phải cung cấp thông tin về thuế thu nhập cá nhân và Sở Tư pháp phải cung cấp thông tin mua bán nhà đất liên quan đến người mua nhà ở xã hội. Mỗi đơn vị này có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin trên hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn thực phẩm. Trong thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số khoảng 13 triệu dân và đóng vai trò đầu mối, phân phối, kinh doanh thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo thường trực. Tuy nhiên, tháng 4 là thời điểm gần như nóng nhất, chuyển mùa và cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn thực phẩm. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, Sở An toàn Thực phẩm sẽ tập trung thực hiện công tác thanh tra và kiểm tra, tăng cường các lực lượng chuyên ngành và liên ngành với tất cả 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, đơn vị sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học không báo trước để kịp thời phát hiện các vi phạm. Bên cạnh đó, ba chợ đầu mối cũng như các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong việc cung ứng hàng hóa cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận cũng tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi xây dựng cái chương trình kế hoạch sẽ tập trung vào 3 điểm chính của cái tháng này. Thứ nhất là phải tăng cường thanh tra kiểm tra. Mà cái thanh tra kiểm tra này là cái mô hình đột xuất thì mới cần tăng cường. Chứ cái mà thanh tra theo kế hoạch đó, thì cái đó nó nói chung là nó không hiệu quả bằng. Đó. Và cái đột xuất này thì nó sẽ là đến từ những thông tin từ thị trường, từ địa phương mà chúng tôi nắm bắt được, chúng tôi phối hợp. Và như tôi nói đấy, đã có các đoàn thanh tra kiểm tra của sở, rồi các đoàn liên ngành của quận, huyện, phường, xã, rồi của các lực lượng khác như là công an, như là quản lý thị trường, tất cả cùng ra quân trong cái tháng hành động này. Cái công tác thứ hai chúng tôi phải tập trung đó chính là phòng ngừa và xử lý ngộ độc. Không để cho ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tháng hành động về an toàn thực phẩm nói riêng và cả năm nói chung. Mà muốn cho nó không xảy ra thì chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tức là đặc biệt là đối với các bếp ăn tập thể, rồi thì các cái khu chế xuất, khu công nghiệp, rồi trong trường học thì phải rà soát lại, tiếp tục có các đoàn kiểm tra đột xuất xem là nó vận hành như thế nào, nguồn gốc thực phẩm là nhập vào ra làm sao, tất cả những cái đó để bảo đảm được cái chất lượng. Và cái vấn đề thứ ba là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Và hãy là hưởng ứng cái chuyện bảo đảm an toàn thực phẩm một cách đơn giản bằng cách là hãy mua thực phẩm ở những cái nguồn tin cậy, những cơ sở hợp pháp, ít ra là được cấp phép. Và sau đó là sử dụng, bảo quản cũng như là đấy, đối với các cái thực phẩm đó một cách đúng cách nhất. Bên cạnh đó, Sở An toàn Thực phẩm sẽ tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Theo Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ tập trung trong tháng an toàn thực phẩm mà công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là công tác thường xuyên, liên tục suốt năm từ đợt này sang đợt khác với nhiều mũi nhọn. Mong rằng tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được kéo giảm, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thống kê sơ bộ tại mùa đầu tiên tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 100 phim trình chiếu, phần lớn là phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam, thu hút 250.000 khán giả. Tại mùa đầu tiên tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh có gần 100 phim trình chiếu, phần lớn là phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam. Với thời gian kéo dài 8 ngày, 73 sự kiện được tổ chức, 14 phiên hội thảo tọa đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút 20.000 khán giả xem phim tại rạp và ngoài trời.
250.000 khán giả tham gia tất cả các hoạt động nằm trong khuôn khổ HIFF. Có 13 rạp chiếu trong nhà và 2 không gian chiếu ngoài trời lần đầu ở thành phố Hồ Chí Minh là phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông Sài Gòn phục vụ người xem. Ghi nhận nhiều thành công trong mùa đầu tiên về chất lượng phim tranh giải. HIFF tạo nên một cuộc thảo luận điện ảnh sôi nổi với những tên tuổi lớn như Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Giám đốc Cơ quan Điện ảnh Quốc gia Pháp cùng các giám đốc của nhiều liên hoan phim quốc tế khác. 8 ngày diễn ra liên hoan phim tiêu tốn 80 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 tỷ đồng, phần còn lại đến từ các nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí cho toàn bộ sự kiện xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị kéo dài 2 năm của HIFF lên đến từ 3 đến 4 triệu đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu bắn pháo hoa, đồng thời thì trình diễn mô tô nước tại bến Nhà Rồng, Khánh Hội, cảng Sài Gòn và nhiều địa điểm khác của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2. Tại phiên họp kinh tế xã hội thường kỳ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hòa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kế hoạch tổ chức lễ hội sông nước lần 2 năm 2024. Theo bà Hoa, lễ hội sông nước lần 2 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 tại cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và một số điểm du lịch. So với lễ hội sông nước lần thứ nhất, lễ hội lần này có quy mô, hoạt động, thời gian, không gian đều lớn hơn. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai và Sở Du lịch đã triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức đến các đơn vị. Bà Hoa cho biết, chương trình khai mạc lễ hội đã hoàn thành kịch bản chi tiết và đang lấy ý kiến góp ý từ các sở ngành. Dự kiến có khoảng 1.000 diễn viên tham gia chương trình khai mạc, hiện đã hoàn thành khâu tuyển diễn viên, tuần sau sẽ bắt đầu tập luyện chương trình. Đáng chú ý, Giám đốc Sở Du lịch cho biết sau chương trình khai mạc, lễ hội sông nước sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp và bán thỏa thuận trên các tàu diễu hành. Sở Du lịch đang xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Năm nay là năm thứ tư lễ hội thanh niên Yonfest được tổ chức, nhưng lại là năm đầu tiên sự kiện được đưa vào hệ thống những lễ hội lớn của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây còn là tiền đề để sang năm 2025 hòa vào không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Lễ hội của tuổi trẻ sẽ có những kết nối, hội nhập mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, Yonfest năm 2024 được đầu tư và nâng cấp nhiều hoạt động hơn so với năm 2023. Ghi nhận của phóng viên về những điểm đổi mới của sự kiện năm nay. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam. Một không gian truyền thống với khúc ca, những câu chuyện truyền lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều thế hệ. Một không gian của giá trị cộng đồng với hoạt động hưởng ứng giờ trái đất. Một không gian đa sắc màu của nghệ thuật đường phố, của các cuộc gặp gỡ truyền cảm hứng từ những người đương thời. Đây chính là ba sự kiện trọng tâm trong ba đêm diễn ra lễ hội thanh niên 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là 7 không gian tương tác mang đến 30 hoạt động trải nghiệm sôi nổi cho giới trẻ trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và tại nhà văn hóa thanh niên. Nhưng ý nghĩa của YouthFest 2024 thì không chỉ dừng ở đó. Ngoài cái việc mà các bạn vui chơi giải trí và hưởng thụ các cái nội dung của lễ hội thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ động lại trong mình một cái suy nghĩ, một cái trách nhiệm để các bạn có thể làm một cái điều gì đó. Đây cũng chính là mục tiêu của hai diễn đàn mang tính kết nối quốc tế và một triển lãm đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội thanh niên cùng tập trung vào một chủ đề. Không phải là một cái triển lãm hình ảnh, mà là một triển lãm mà những bài báo đã viết về thanh niên tình nguyện thành phố từ sau năm 1975 đến nay. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái tinh thần tình nguyện nó không chỉ là ở tại Việt Nam hay tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà bản chất của thanh niên chúng ta, bản chất của những người trẻ chúng ta đó chính là tình nguyện. Sẽ có 5 đoàn đại biểu thanh niên từ 3 quốc gia tham dự vào các hoạt động của lễ hội thanh niên 2024. Con số này vào năm 2025 được kỳ vọng sẽ tăng lên nhiều lần khi lễ hội thanh niên trở thành điểm hẹn tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh như mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân thành phố đặt ra.